Xin kính chào toàn thể quý vị đã quay trở lại với video tiếp theo từ kênh Núi rừng Tây Bắc của mình ngày hôm nay. Các bạn thân mến, nói về mảnh đất Yên Châu thì có rất là nhiều những địa danh nổi tiếng của mảnh đất Yên Châu. Và trong series tập phim ngày hôm nay, mình sẽ không đưa các bạn đi khám phá những địa điểm du lịch nổi tiếng của Yên Châu nữa. Và trong series phim ngày hôm nay, mình sẽ đưa các bạn đi khám phá một cái ngày hội xoài Yên Châu sẽ được tổ chức vào một năm một lần. Và sau video ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng khám phá và đồng hành cùng mình để khám phá xem hội xoài Yên Châu năm nay có những gì thú vị các bạn nhé. Và bây giờ xin mời tất cả các bạn cùng khám phá lễ hội xoài Yên Châu cùng mình nhé các bạn nhé. Các bạn thân mến, thì để bắt đầu vào video thì hôm nay mình sẽ đưa mẹ mình với cả chị gái với cả hai thằng cháu mình đi khám phá cái lễ hội xoài Yên Châu. Và sau đi tham gia lễ hội xoài Yên Châu, mình sẽ đưa cả nhà mình đi ăn sáng trước nha các bạn nhé. Thì hôm nay thì mình với mẹ mình với cả chị gái mình sẽ di chuyển từ Thuận Châu xuống Yên Châu, sẽ rơi vào tầm khoảng 60 km các bạn ạ. Và sau bây giờ thì mình với mẹ mình sẽ ghé vào quán ở dưới cầu nòi Mai Sơn, sẽ ghé vào quán này ăn sáng trước để còn có sức để mình đi khám phá cái lễ hội xoài này các bạn nhé. Và bây giờ xin mời cả nhà ăn sáng cùng gia đình tới nhé các bạn nhé. Năm nay là năm thứ hai của mình đi rồi các bạn ạ. Thì là hôm nay là ngày mùng 8. Cái lễ hội xoài này sẽ diễn ra từ ngày mùng 8 đến ngày mùng 9 tháng 6. Cái lễ hội xoài này lần thứ tư. Đây, con đường vào đi vào trong cái lễ hội này. Năm ngoái là mình cũng tham gia rồi. Năm nay là năm thứ hai mình tham gia cái lễ hội xoài ở dưới này. Rồi hôm nay mình sẽ đi ghi hình cho các bạn cùng xem hôm nay là có những gì, năm nay có những gì thú vị nha các bạn nhé. Bây giờ xin mời tất cả các bạn đi theo chân mình đi vào trong kia để cùng tham gia cái lễ hội xoài ngày hôm nay. Đây, bước vào trong này thì các bạn sẽ thấy những cái họ đã bày bán mặt hàng. Ở dưới này thì họ sẽ trưng bày những mặt hàng này, nông sản, đặc sản của Yên Châu các bạn nhé, của từng xã một. Chính như ở trong này thì không biết là ở trong này là ca múa nhảy hát xong chưa. Hôm nay thì gia đình mình đến đây cũng rất hơi muộn một tí. Đó. Ở trong này thì mọi người đang
Đây là cái chỗ trung tâm văn hóa. Đây là trung tâm văn hóa. Mọi người đang múa. Cẩn thận nhá. Còn cái phần trưng bày sản phẩm thì nó là ở trong kia các bạn. Ở đấy thì nào. Cẩn thận, sao lại cởi áo các con? Cầm cao lên, bẩn hết rồi kìa. Tìm cho em em. Thế bà Sơn La chúng ta thì ngoài khen quả thì chúng ta đã tổ chức rất nhiều lễ hội cả cây Arabica hương vị núi rừng Tây Bắc. Thời gian vừa qua cái tổ chức lễ hội cà phê Arabica thì Sơn La đã minh chứng một điều là cà phê Sơn La rất ngon và Sơn La sẽ tiếp tục tổ chức cà phê thứ hai được kiện vào năm 2025 và là thành lập kỷ niệm 130 không biết là năm nay có nhộn nhịp như năm ngoái không. Tôi đưa các bạn đi vào trong kia xem có cái mặt hàng gì. Năm ngoái là mình thấy ở chợ ở ngoài đấy, khu vực ngoài này rất chi nhộn nhịp luôn. Nhưng năm nay không biết là như thế nào. Tôi đưa các bạn đi vào trong kia xem với các bạn nhé. Đây là cô nó trưng bày sản phẩm của con cô dì chú bác các bạn trẻ đi chơi lễ hội. Cam ngon đủ vị, thơm ngon của hoa quả tươi ngon, cam ngon cam quái ngon đến lạ thường. Đấy còn những cái phần này nè. À, bây giờ là các xã họ chuyển vào trong này hết rồi các bạn ạ. Ở còn ngoài kia là họ sẽ trưng bày những cái sản phẩm buôn bán những thứ. Đây, những cái gian hàng của các xã đây nè. Thì ra nó nằm ở trong này hết. Năm ngoái là hầu như là mọi người trưng bày sản phẩm ở ngoài kia cơ. Đi, mình sẽ đưa các bạn đi mấy vòng vào trong này đấy. Đi một vòng vào trong này xem có gì thú vị. Đây, ở đây là hình như có 12 xã hay sao các bạn. Với cả hợp tác xã thì đấy, hôm qua vừa mới mưa xong nên là cũng hơi bẩn một tí. Vẫn còn đấy, hình như ở trong kia năm ngoái họ bày sản phẩm ở ngoài ở trong kia cơ. Không biết là năm nay ở trong kia có bày bán những mặt hàng gì không. Bước chân ở trong này thì
không có tổ chức cái gì nữa, không có mặt hàng nào nữa các bạn ạ, chỉ có vào đi dạo vào trong này chơi thôi. Chứ năm ngoái là ở trong này họ tổ chức đông lắm. Năm nay thì hơi ít rồi, ít người tham gia đúng không ạ? Đây nè, ở đây có, họ làm món gì đấy? Cái này như món pho ấy, đúng không ạ? Ừ, xoài. Xem cái này thử đi. Wow, xoài. Ừ, đủ các mặt hàng luôn các bạn. Nhìn đẹp chưa? Đây là những cái bà con mang ra đây bán rồi. Này đẹp thế nhỉ? Cà ngô. Đẹp nhỉ? Ừ, những cái quả xoài này to chứ các bạn. Đây mới là xoài tròn của Yên Châu này. Đấy, đây là xoài tròn. Nó lấy thử đấy. Nó cuộn ăn cho chiếc thi lễ hội. Ăn hái xoài cái kiến ngái luôn. Đây những cái cây xoài cổ thụ rất chi là to luôn. Cái này chắc là phải mẹ 30 mấy năm rồi, to quá. Đây, những cái ngôi nhà sàn ở trong cái vườn xoài rất là giản dị, rất là bình yên luôn. Đây chiều họ sẽ thi lễ hội này, lễ hội hái xoài. Chiều vẫn ở đây à? Không biết được. Trò chơi dân gian. Ngồi đây, xem cái xoài cổ thụ. To cho các bạn. Hết nhiều tiền lắm. Nhiều lắm rồi, mẹ không lấy nữa đâu. Hôm mẹ đi chơi hồi trời hết tận 200 nghìn mà không được. Các bạn thân mến, thì ở trong kia thì cũng có, không có gì hay. Còn buổi chiều ngày hôm nay là cũng sẽ có những cái lễ hội mà trò chơi dân gian, đẩy gậy với cả cá kheo thứ. Không biết là gia đình mình có ở đến chiều không. Đây là giới thiệu với các bạn, đây là cái gian hàng của xã Mường Lụm này. Các bạn xem những cái mặt hàng nông sản ở đây có những gì, mình chào chị nhé. Có những mặt hàng nông sản của bà con này. Cái này 300 ạ. Còn mấy cái này bé bé 100 thì bán hết đi để bọn em còn về. Có cái lá gì thơm thơm nhỉ, có phải cái này không? Bách xanh này, đúng rồi đấy, vô thơm đấy. Thơm nhỉ? Bách xanh này ạ. Thơm lắm. Cái lá này thơm. Có gì hay để mua không? Có cái gì hay để mua ấy. Năm nay là được người dân tham gia là ít hơn năm ngoái các bạn ạ. Năm ngoái là đông lắm. Không, chưa ăn đâu, đang buổi sáng. Vâng. Vừa ăn xong. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gian hàng bên xã Trường Đông này, là bên này. Chắc là bây giờ mọi người đã chuyển ra đây hết rồi các bạn. Đi vào xem những cái gian hàng của bà con bên này. Tí. Đây. Wow, ở đây có những cái đồ rất là đẹp luôn. Đây là gian hàng của xã Trường Khoi này các bạn. Đẹp quá. Đẹp quá này này. Đây có những đỗ đen, đỗ xanh này, trứng gà ta các thứ nhiều loại, nhiều đặc sản lắm các bạn. Cái này là rượu gì đây anh? Rượu chuối anh ơi. À rượu chuối à? À nó hơi hơi mùi rượu rượu cần đấy nhỉ? Đó. Không, cái này nó cất bằng bằng thủ công ngày xưa đấy chứ không hết đâu. Trân trọng mời bạn một chút nhỉ? Có ra cái bé. Nói thưởng thức rượu. Nào, sẽ cảm nhận được cái vị hương vị của chuối Yên Châu. Thôi em cảm ơn nhé. Rất là thơm. Người ăn xíu. Ừ, em còn lái xe nữa. Anh cảm cho em. Ừ, rượu này thơm lắm. Rất thơm ạ. Của mình là bên xã Trường Khoi à? Rất nhiều đặc sản. Có cả rượu cần đây. Rượu cần đây này các bạn. Đây là rượu chuối ở đây bên này này các bạn. Đây là